thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học sang chương 6, chương oxy lưu huỳnh. Bài hôm nay là bài 29, oxy ozôn. Nội dung của bài thì gồm có hai phần, một là liên quan đến đơn chất oxy và thứ hai là một dạng thù hình của oxy, đó chính là ozôn. Nhưng nội dung của bài hôm nay, của tiết ngày hôm nay, chúng ta chỉ nghiên cứu về phần oxy. Thứ nhất, chúng ta nghiên cứu phần một, cấu tạo phân tử oxy. Thì như chúng ta đã biết là nguyên tử oxy có 8 electron và cấu hình electron của nó là 1s2, 2s2, 2p4. Và từ đó, từ cấu hình này chúng ta có thể suy ra vị trí của nguyên tố oxy trong bảng tuần hoàn là nằm ở ô thứ 8 thuộc chu kỳ 2 nhóm 6A. Và giải thích ở đây là chúng ta biết được là ô số 8 bởi vì số hiệu nguyên tử bằng 8, chính là bằng số electron. Chu kỳ 2 bởi vì nguyên tử này có 2 lớp electron. Và nhóm 6A bởi vì số E ở lớp ngoài cùng chính là số E hóa trị bằng 6, và E cuối cùng xếp vào phân lớp P. Cái phần này, nội dung này chúng ta đã được học ở cái chương bảng tuần hoàn. Thế và từ đó thì chúng ta suy ra được cái công thức phân tử của oxy, đó là O2, nghĩa là gồm hai nguyên tử oxy liên kết với nhau. Và với 6 electron ở lớp ngoài cùng thì chúng ta có công thức cấu tạo là oxy liên kết đơn với oxy. Và liên kết giữa hai nguyên tử oxy là liên kết cộng hóa trị không cực, là một liên kết đôi. Đấy, như vậy chúng ta có thể tóm tắt lại cái nội dung mà chúng ta vừa nghiên cứu. Ta sang cái phần 2, tính chất vật lý và trạng thái tự nhiên của oxy. Thì trong sách giáo khoa chỉ trình bày với chúng ta phần thứ nhất là tính chất vật lý. Thì cái khí oxy này thì chúng ta đã biết được rồi là một cái khí mà không thể thiếu được trong cái đời sống hàng ngày con người, rồi là các cái động vật, rồi là các loại thực vật cũng cần sử dụng một lượng oxy nhất định trong một cái trong cái quá trình sinh sống của mình. Thì khí oxy ở đây là một khí không màu, không mùi, không vị, hơi nặng hơn không khí. Tại sao nó nói là hơi nặng hơn không khí? Chúng ta có thể tính được cái tỷ khối của oxy so với không khí thì nó là xấp xỉ 1,1, như vậy nó chỉ hơi nặng hơn không khí một chút. Cái tính chất thứ hai đó là dưới áp suất khí quyển thì oxy hóa lỏng ở nhiệt độ là -183°C. Thứ ba là khí oxy tan rất ít trong nước. Đấy, thì cụ thể là độ tan của khí oxy ở 20°C ở 1 atmosphere là 0,0043g trong 100g nước. Thế còn về trạng thái tự nhiên, đây là cái phần mà bổ sung thêm kiến thức để chúng ta nắm được thôi. Thứ nhất là chúng ta đã biết trong môn sinh học ấy, là oxy là sản phẩm của quá trình quang hợp. Cây thì hấp thụ khí carbonic và nước ở trong đất ấy. Rồi dưới tác dụng ánh sáng mặt trời và cái chất có ở trong cây thì nó sẽ tạo thành glucose và đồng thời giải phóng ra khí oxy. Đấy, đấy là quá trình quang hợp là chúng ta thấy là có tạo thành khí oxy. Và theo như người ta tính toán cho biết là oxy là nguyên tố phổ biến nhất trong thiên nhiên. Và trong khí quyển thì oxy chiếm 23% về khối lượng. Và như chúng ta đã biết, trong không khí thì chiếm gần 20% về thể tích trong không khí. Thứ hai là trong nước thì oxy chiếm 89% về khối lượng. Đấy, trong công thức của nước H2O thì ta thấy là cái lượng oxy ở đây là có 16g trong số 18g nước. Còn trong cơ thể người thì nó chiếm 65% về khối lượng. Đấy, cho cấu tạo nên tế bào, thành phần chứa oxy, rồi là các cái chất khác trong nước, trong cơ thể cũng chiếm một lượng oxy nhất định. Trong cát là 53%, trong đất sét là 56%. Và như vậy, trong vỏ trái đất thì oxy chiếm 50% về khối lượng. Đấy là một số cái cung cấp để chúng ta nắm được về cái trạng thái tự nhiên của oxy. Thế và như chúng ta thấy là oxy rất cần thiết đối với sự sống, cho nên là trong thực tế thì chúng ta thấy là có rất nhiều các cái cuộc vận động để trồng cây xanh, để bảo vệ môi trường,
để cung cấp oxy rồi làm sạch không khí. Đấy thì chúng ta cũng đã nắm được rồi. Thế và ta sang cái phần thứ ba, cái tính chất quan trọng, cái nội dung quan trọng nhất của bài đó là tính chất hóa học của oxy. Thế thì ta sẽ dựa vào cái phần thứ nhất, cấu tạo phân tử oxy. Như chúng ta đã biết là số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử oxy là 6. Độ âm điện thì oxy thì lớn, 3,44, chỉ kém flo là 3,98. Vậy thì từ các cái dữ kiện này chúng ta có thể xem dự đoán xem vậy nguyên tố oxy có tính chất hóa học cơ bản nào. Đấy thì để nắm được bài thì cô sẽ đưa ra một số thí nghiệm. Thứ nhất là magie tác dụng oxy có nhiệt độ. Thứ hai là sắt tác dụng oxy có nhiệt độ. Thứ ba là lưu huỳnh tác dụng oxy có nhiệt độ. Để chúng ta xem là vậy thì cái hiện tượng nó xảy ra như thế nào. Thì chúng ta sẽ quan sát thí nghiệm. Đây cô có một số thí nghiệm. Thứ nhất là sắt tác dụng với oxy. Oxy tác dụng với sắt. Lấy một đoạn dây phanh đã cuộn một đầu thành hình lò xo, bên trong có chứa một mẩu gỗ nhỏ, đem đốt trên ngọn lửa đèn cồn. Khi thấy chỉ còn tàn đỏ, đưa nhanh vào lọ có chứa oxy. Phản ứng xảy ra mãnh liệt, các hạt sắt từ oxit nóng đỏ bắn vào thành bình. Nhiệt tỏa ra của phản ứng làm nóng chảy đầu dây sắt thành giọt tròn. Cái thí nghiệm sắt tác dụng với oxy, chúng ta đã quan sát hiện tượng. Cái thí nghiệm thứ hai, chúng ta cùng quan sát. Oxy tác dụng với lưu huỳnh, đốt nóng muôi sắt có chứa lưu huỳnh bột trên ngọn lửa đèn cồn. Lưu huỳnh nóng chảy rồi cháy ở ngoài không khí cho ngọn lửa màu xanh mờ. Sau đó đưa lưu huỳnh đang cháy vào lọ chứa oxy. Lưu huỳnh tiếp tục cháy cho ngọn lửa sáng xanh. Sản phẩm sinh ra là lưu huỳnh dioxit. Đấy, như vậy chúng ta đã quan sát hai cái thí nghiệm. Thứ nhất là sắt tác dụng oxy, hai là lưu huỳnh tác dụng oxy. Thế và dựa vào các cái phản ứng ở trên, chúng ta có thể hoàn thành được phương trình. Thì như mô tả thì chúng ta đã biết là sắt tác dụng với oxy thì tạo ra oxit sắt từ. Đấy, công thức của nó sẽ là Fe3O4. Thế còn lưu huỳnh tác dụng với oxy thì tạo thành lưu huỳnh dioxit có công thức là SO2. Đấy, thì các phương trình này chúng ta có thể hình dung ra. Thế còn cái phản ứng thứ nhất là magie tác dụng với oxy thì chúng ta có thể tự viết xem là sản phẩm tạo thành là gì. Và hiện tượng thì cô cũng nêu luôn là hiện tượng là magie ở đây cũng cháy sáng trong khí oxy. Đấy, và tỏa nhiệt mạnh. Nhưng là các phản ứng ở đây chúng ta thấy là đều xảy ra rất là mạnh. Đấy, và tỏa nhiều nhiệt. Lúc đầu thì cần có nhiệt độ. Đấy, thế nhưng mà sau đó thì là cái nhiệt độ nó tỏa ra ấy, của phản ứng ấy, nó làm cho kim loại bị nóng chảy, cũng như là phi kim bị cháy. Đấy, và tỏa nhiệt rất mạnh. Đấy là một số cái thí nghiệm. Và như vậy ta đã lấy một thí nghiệm là magie tác dụng với lưu huỳnh, rồi là lưu huỳnh là phi kim tác dụng oxy, magie và sắt ở đây là hai kim loại tác dụng oxy. Đấy, có ba cái thí nghiệm. Thế thì chúng ta sẽ có xem quan sát được hai thí nghiệm rồi, chúng ta viết phương trình. Và cái phương trình thứ nhất thì cũng rất là đơn giản để ta nắm được. Như vậy thì chúng ta có thể đưa thành ba cái tính chất, ba cái phản ứng chính. Thứ nhất là tác dụng với kim loại, oxy tác dụng với kim loại. Phương trình đây, ta có thể lấy ví dụ thêm các kim loại khác, ví dụ natri cộng oxy, rồi magie tác dụng với oxy,
Sắt tác dụng oxy thì sắt từ oxit như ta đã biết rồi, công thức là Fe3O4. Đấy. Và các phản ứng này thì đều cần nhiệt độ nhá. Để cô nhấn mạnh là đều cần nhiệt độ. Thì phương trình này ở trên thì ta có thể tự cân bằng thêm. Ở đây nó còn thiếu này. Đấy, thì thiếu ở đâu ta điền thêm ở đó nhá. Đấy là phản ứng với kim loại. Và kết luận lại là oxy tác dụng đến hầu hết tất cả các kim loại, chỉ trừ một số kim loại như là vàng, bạc hay là platin. Đây là những kim loại rất là yếu và oxy không tác dụng được. Cái thứ hai, ngoài phản ứng với kim loại thì oxy còn tác dụng với phi kim. Đấy, thí nghiệm chúng ta vừa làm xong đó là lưu huỳnh tác dụng với oxy thì ra được lưu huỳnh dioxit. Ngoài ra thì oxy còn tác dụng với nhiều phi kim khác như là carbon hay là phosphor. Đấy, và tùy vào cái lượng chất tham gia phản ứng mà chúng ta thể thu được các loại oxit. Ví dụ như là carbon mà cộng với oxy dư, đốt cháy carbon trong oxy dư thì tạo thành khí carbon dioxide. Nhưng mà nếu mà oxy thiếu thì chúng ta sẽ hình dung là cái carbon dioxide này tiếp tục tác dụng với carbon để tạo thành khí CO. Thế và nếu mà chúng ta làm bài tập đấy, các bài tập tính toán để đơn giản ấy, thì chúng ta thể viết là carbon cộng với oxy thiếu thì tạo thành khí CO. Thì chỗ này ta cũng cân bằng vào, đây là 1/2 oxy. Như vậy ở đây là tỷ lệ là 1 mol carbon 1 mol oxy, thì ở phương trình dưới là 1 mol carbon và 1/2 mol oxy. Đấy. Thì nó ra khí CO. Thế còn lưu huỳnh tác dụng oxy thì chỉ ra được lưu huỳnh dioxit chứ không ra được các oxit khác. Vậy từ đó ta suy ra được oxy tác dụng đối với hầu hết tất cả các kim loại chỉ trừ nhóm halogen. Nhóm halogen này thì không phản ứng dù ở nhiệt độ nào, điều kiện nào cũng không tác dụng. Đấy. Không phản ứng trực tiếp với halogen. Đấy là nhấn mạnh như vậy để ta nắm được khi mà làm các cái bài tập mà liên quan đến cái phần câu hỏi trắc nghiệm. Đấy mà người ta ví dụ chọn dãy chất tác dụng thì ta lưu ý chỗ này để chúng ta nắm được. Thế nói về cái phản ứng mà carbon tác dụng với oxy ấy, để ra carbon dioxide thì chúng ta thấy vào mùa đông ở trên các cái vùng núi cao. Đấy, trời rất là lạnh thì người ta có một cái thói quen đó là đốt than để sưởi. Đấy, đốt than để sưởi. Thế thì nếu mà đốt như thế này thì chúng ta thấy là nếu mà ở ngoài trời đấy và đốt và hơ tay thì rất là bình thường. Đấy, có thể chấp nhận được. Thế nhưng nếu mà người ta đốt than mà trong cái điều kiện mà lại trong nhà mà đóng kín, đấy thì nó rất là nguy hiểm. Đấy, chúng ta thể giải thích là tại sao không? Tại sao đốt than này mà để sưởi ấm mà trong nhà mà kín đấy thì lại rất nguy hiểm? Thế thì ta phải giải thích như thế này. Khi mà chúng ta đốt than ở trong nhà với một lượng oxy nhất định thì sau khi mà nó tạo thành khí carbonic tỏa nhiệt, đấy thì cái khí carbon dioxide này lại tiếp tục tác dụng với carbon để ra được khí CO. Như vậy là trường hợp này là do thiếu oxy. Con người thì cũng cần có oxy. Và cái thứ hai nữa là carbon cháy cũng tạo thành khí oxy, cũng cần đến khí oxy. Cho nên đến một lúc nào đó thì nó sẽ tạo thành khí carbon monoxide, công thức là CO. Và cái khí CO này thì nó rất là độc, nồng độ chỉ khoảng 0,1% trong không khí thì cũng có thể là nguy hiểm đến tính mạng. Đấy, thế tại sao nó lại nguy hiểm đến tính mạng? Thì qua nghiên cứu người ta đã có cái kết luận là cái khí carbon monoxide này có tính liên kết với hemoglobin có ở trong hồng cầu. Và cái quá trình mà liên kết này mạnh gấp 230 đến 270 lần so với oxy. Cho nên khi được hít vào phổi thì khí carbon monoxide sẽ gắn chặt vào thành hemoglobin thành hemoglobin CO. Do đó máu không thể chuyên chở oxy đến tế bào. Và như vậy thì rất là nguy hiểm. Đấy, cho nên là chúng ta tuyệt đối không đốt than củi ở trong nhà kín. Đấy, bởi vì nó rất là nguy hiểm. Đấy là cái vận dụng để chúng ta hình dung ra trong thực tế. Ta sang cái phần 3 là ngoài phản ứng với các đơn chất thì oxy còn tác dụng với các hợp chất. Các hợp chất này có thể là hợp chất vô cơ hoặc hợp chất hữu cơ. Đấy, thì hợp chất vô cơ thì có rất nhiều, chúng ta thể lấy ví dụ carbon monoxide này tác dụng với oxy này ra được carbonic.
Ngoài ra thì còn các chất khác, ví dụ như hydrosulfur H2S tác dụng với oxy, rồi là lưu huỳnh dioxit SO2 cũng tác dụng với oxy. Nên ở đây cô chỉ lấy một ví dụ là carbon monoxide tác dụng với oxy. Đấy. Ngoài ra thì nhiều hợp chất hữu cơ cháy trong oxy. Chúng ta lấy ví dụ như là ancol ethylic. Đấy, ancol ethylic chúng ta quen gọi là cồn đấy. Đấy, khi cháy trong oxy thì tạo thành carbonic và nước. Phản ứng này tỏa rất là nhiều nhiệt. Đấy. Và chúng ta thấy là người ta hay sử dụng ví dụ như để nướng thức ăn, ví dụ nướng mực chẳng hạn ấy. Thế thì người ta sẽ dùng cồn đốt với cái lượng nhiệt nó tỏa ra rất là lớn. Thế nhưng mà cái phản ứng này thì khi mà chúng ta làm thì cũng rất là cẩn thận, bởi vì cồn khi cháy thì ngọn lửa nó không màu, người ta không quan sát được. Thứ hai là tỏa nhiệt rất mạnh. Đấy, cho nên nếu không cẩn thận thì sẽ rất dễ gây bỏng, và bỏng thì rất là nặng. Đấy, lưu ý chỗ này, cồn nó bay hơi mạnh nữa mà. Đấy là về cái phản ứng hợp chất. Và trong các phản ứng này thì như chúng ta thấy qua các ví dụ trên thì chúng ta thấy là trong tất cả các phản ứng mà chúng ta vừa xét thì oxy đều dễ nhận 4 electron để đạt cấu hình bền quý hiếm. Phân tử oxy ấy, quá trình như này, và quá trình này người ta gọi là quá trình khử, và oxy sẽ là chất có tính oxy hóa mạnh. Đấy, tác dụng với rất nhiều chất, chỉ trừ một số chất thôi là không tác dụng được, đặc biệt là các đơn chất. Đấy là cái phần tính chất hóa học. Như vậy, tóm tắt lại nhé, chúng ta nhớ được này. Cái oxy ở đây là một cái chất mà có tính oxy hóa mạnh, là một phi kim hoạt động hóa học mạnh. Và nó tác dụng được với các đơn chất, đó là kim loại, phi kim. Và ngoài ra thì còn phản ứng với hydro, trong sách giáo khoa thì không nói, nhưng còn phản ứng với hydro để tạo thành nước. Đấy. Cái thứ hai là tác dụng với các hợp chất. Thì các hợp chất ở đây có thể là hợp chất vô cơ hoặc hợp chất hữu cơ, đều cháy trong oxy. Đấy là cái phần 3. Ta sang cái phần 4, điều chế. Thì điều chế, để điều chế được khí oxy thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là điều chế trong phòng thí nghiệm. Đấy. Thì nguyên tắc là gì? Là điều chế oxy bằng cách phân hủy những hợp chất giàu oxy và ít bền đối với nhiệt. Đấy, ví dụ như là kali permanganat này, kali clorat này, hydro peroxide này. Cái chất này có phải có xúc tác là mangan dioxide. Đấy. Các phản ứng này thì thông thường là chúng ta có điều kiện nhiệt độ. Phản ứng nhiệt phân đấy. Và khí oxy ở đây là một khí ít, rất ít tan trong nước, cho nên là chúng ta có hai cách để thu. Một là cách đẩy nước, hai là đẩy không khí. Đấy. Đẩy nước để vì oxy là không tan trong nước, hoặc là nó đúng là tan rất ít trong nước ấy. Cho nên chúng ta sẽ lấy đầy một cái ống nghiệm nước. Sau đó thì chúng ta sẽ nối cái ống dẫn khí vào, rồi cho vào trong cái chậu nước, úp ngược cái ống nghiệm lên. Đấy, và như vậy là khí oxy sẽ vào trong cái ống nghiệm và đẩy nước ra ngoài. Đấy, thì chúng ta thu được. Đấy, ngoài ra thì ta sẽ dùng cách đẩy không khí. Tại sao lại dùng được phương pháp này? Bởi vì là oxy ở đây là khí nó nặng hơn không khí, cho nên là về nguyên tắc chúng ta sẽ úp ngược bình. Đấy, úp ngược bình. À xin lỗi, cô xin lỗi. Ở đây chúng ta sẽ phải ngửa bình. Đấy, thế và để cho nó đẩy cái không khí ra ngoài, bởi vì không khí là hơi nhẹ hơn so với khí oxy. Đấy, nhưng mà cách này thì khó quan sát hơn so với cách đẩy nước. Ta không biết được là khi nào thì nó đã đầy khí. Đấy. Thế còn như vậy thì ta phải dùng một que đóm để nhận biết xem oxy đã đầy bình hay chưa. Đấy, bằng cách là chúng ta sẽ cho một cái miếng củi mà nó còn nóng đỏ ấy, ta đặt lên trên miệng ống nghiệm. Nếu như thấy nó cháy sáng lên, nghĩa là đã đầy khí oxy ở trong ống nghiệm rồi. Đấy. Và chúng ta sẽ xem một cái thí nghiệm điều chế oxy. Xem một thí nghiệm điều chế oxy. Trong phòng thí nghiệm. Điều chế oxy từ kali permanganat hơi nóng đều ống nghiệm, rồi đun tập trung vào chỗ có chứa kali permanganat.
dùng tàn đóm còn nóng đỏ đưa lại gần miệng ống nghiệm. Thấy bùng cháy, chứng tỏ phản ứng đã sinh ra khí oxy. Đấy, đây là cái thí nghiệm mà người ta điều chế khí oxy trong phòng thí nghiệm. Đi từ cái cách đó là nhiệt phân kali permanganat. Thì ở cái này cái thí nghiệm người ta quan sát trong phòng thí nghiệm, trong cái phòng thí nghiệm mà người ta đã tiến hành. Thế còn phương trình phản ứng thì ta xem trong sách giáo khoa nhá. Đấy, kali permanganat công thức là KMnO4 khi nhiệt phân thì tạo thành kali manganat K2MnO4, mangan dioxide MnO2 và đồng thời giải phóng được khí oxy. Đấy là cái cách trong phòng thí nghiệm. Cách thứ hai, là trong công nghiệp. Đấy thì phần này trong sách giáo khoa viết cũng rất là rõ, chúng ta có thể theo dõi cả trong sách giáo khoa nữa. Thứ nhất là đi từ không khí. Thì không khí người ta sẽ loại hơi nước để tạo thành không khí khô, loại khí CO2 thì không có khí carbonic. Sau đó thì hóa lỏng không khí ở cái nhiệt độ là nhỏ hơn -200°C. Đấy. Thì dưới cái nhiệt độ này thì người ta sẽ dùng phương pháp người ta gọi là hóa lỏng và trưng cất phân đoạn không khí lỏng. Sau đó chúng ta đã chuyển không khí về dạng lỏng rồi thì ta sẽ nâng dần nhiệt độ lên. Và cái khí mà có nhiệt độ hóa lỏng, nhiệt độ sôi ấy, thấp nhất đó là nitơ sẽ chuyển thành thể khí trước. Đấy, là ở -196°C ta giữ ở nhiệt độ đó thu được khí nitơ. Sau đó ta nâng dần nhiệt độ lên đến -186°C thì sẽ thu được khí argon có trong không khí. Đấy, sau đó thì ta sẽ nâng nhiệt độ lên đến -183°C thì ta sẽ thu được khí oxy. Như vậy ta đã tách được khí oxy ra khỏi không khí. Và phương pháp này người ta gọi là phương pháp trưng cất phân đoạn không khí lỏng. Đấy, và trước khi tiến hành thì ta lưu ý là người ta phải làm sạch không khí trước. Đấy, loại được hơi nước, loại được khí carbon dioxide. Và sau đó thì mới thu được các khí. Và khí oxy này là khí thu được sau cùng. Đấy, do là có cái nhiệt độ so với ba khí này trong không khí thì oxy ở đây là có nhiệt độ sôi là cao nhất. Đấy là -183°C. Đấy là cái cách thứ nhất là đi từ không khí. Ngoài ra thì người ta có thể đi từ nước. Đây chúng ta quan sát cái thiết bị trưng cất phân đoạn không khí lỏng. Đấy. Và sau đó thu được vào các cái bình thép chứa khí oxy. Thế còn cái phương pháp thứ hai là đi từ nước. Thì ta nhìn thấy ngay là nếu đi từ nước thì người ta dùng phương pháp người ta gọi là phương pháp điện phân nước. Đấy. Trong cái bình điện phân này có hai điện cực này. Cực dương này, cực âm này. Đấy, cực dương, cực âm. Là có hai cái lõi. Thế và chúng ta sẽ cho nước vào trong cái bình điện phân nối với một cái dòng điện một chiều. Đấy, nối với dòng điện một chiều. Và sau đó thì chúng ta sẽ cho thêm một số chất vào, ví dụ như là natri hydroxit hoặc là acid sulfuric. Mục đích của việc này để làm cho cái tăng cái độ dẫn điện của nước, bởi vì như ta biết nước ở đây là chất điện ly rất là yếu, nghĩa là nếu bình thường cái nước nguyên chất thì là hầu như không dẫn điện. Đấy, và đang dùng phương pháp điện phân thì cần phải có một cái dung dịch dẫn điện. Đấy, và sau đó trong cái quá trình điện phân, đây thì ta sẽ hình dung là phân tử nước gồm một nguyên tử oxy đây và hai nguyên tử hydro. Đấy, khi điện phân thì sẽ tạo thành phân tử hydro và phân tử oxy. Và phương trình phản ứng cân bằng là hai phân tử nước điện phân thì ra được hai hydro cộng hai oxy. Đấy, và chúng ta lưu ý nhé, trong quá trình điện phân thì để tăng cái độ dẫn điện của nước, có nghĩa là để làm cho cái hiệu suất điện phân nó cao ấy, thì người ta phải dùng thêm axit, ví dụ axit sulfuric hoặc là bazơ, ví dụ natri hydroxit, hoặc là người ta thể dùng thêm một số muối, ví dụ natri sunfat chẳng hạn. Đấy.
để tăng cái hiệu suất điện phân, và chúng ta sẽ thu được hai khí này ở hai điện cực khác nhau. Đấy, hai điện cực khác nhau nhá. Chúng ta nắm được nguyên tắc là như vậy. Đấy là cái phương pháp điều chế. Ta sang phần tiếp theo, ứng dụng của oxy. Ứng dụng của oxy thì ta thấy đây, trong thực tế thì trong quá trình mà chúng ta sử dụng bình thường thì chúng ta có cái quá trình hô hấp. Đấy, là cần oxy, lúc nào cũng cần oxy. Đấy. Và khi mà chúng ta xuống nước để bơi thì oxy cũng cần, cho nên người ta sẽ cho vào trong cái bình dưỡng khí để chúng ta có thể dưới nước chúng ta vẫn có thể hít thở bình thường. Rồi oxy được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp hóa chất. Đấy, công nghiệp hóa chất ví dụ như là luyện thép chẳng hạn này. Đấy, hoặc là chế tạo sản xuất các cái hóa chất cần thiết cho đời sống hàng ngày. Ngoài ra thì oxy do có cái khả năng là khi cháy thì tỏa nhiệt và làm nóng chảy kim loại, cho nên người ta sử dụng để hàn cắt kim loại, rồi là luyện gang, và ngoài ra thì còn dùng làm nhiên liệu cho tên lửa. Đấy, rất nhiều ứng dụng trong thực tế. Và trong sách giáo khoa có một cái bảng nêu về ứng dụng của oxy đấy, thì chúng ta thấy là cái ứng dụng phổ biến nhất của oxy đó là để luyện thép. Đấy, mà như ta đã biết, thép ở đây là một cái vật liệu rất là quan trọng trong đời sống hàng ngày, các cái công trình xây dựng đấy cần một lượng thép rất lớn, rồi là các cái thiết bị, rồi là các cái máy móc đấy, thì chúng ta cũng đều phải sử dụng một cái lượng thép rất là lớn, thì chiếm đến 55% lượng oxy sản xuất ra. Cái thứ hai là công nghiệp hóa chất chiếm 25%. Đấy, trong y khoa đấy, người ta sử dụng ở trong các cái bình oxy ấy. Đấy, như chúng ta thấy là người bệnh là rất, khi mà không thở được, đặc biệt là các cái bệnh về đường hô hấp ấy, thì người ta phải sử dụng cái lượng khí oxy nhất định đấy, để người bị bệnh ấy, nó dễ hít thở hơn. Ngoài ra thì người ta còn hàn cắt kim loại 5%, rồi thuốc nổ, nhiên liệu tên lửa sử dụng 5%. Đấy, như vậy nói tóm lại là oxy rất sử dụng rất nhiều trong thực tế. Ngoài ra thì nó còn có vai trò quyết định đối với sự sống của người và động vật. Và cụ thể là mỗi người một ngày cần từ 20 đến 30 mét khối không khí để thở. Đấy, như vậy ta thấy là rất là lớn lượng này. Mỗi người đấy, mỗi ngày ấy, phải từ 20 đến 30 mét khối không khí để thở. Đấy là nội dung của cái bài hôm nay. Thế thì ta sẽ củng cố lại cái nội dung của bài. Thì trong phần củng cố này thì cô đã đưa vào một cái sơ đồ tư duy để chúng ta có thể hình dung ra được. Đấy, nói về oxy thì cấu hình E chúng ta nắm được rồi. Thứ hai là về tính chất vật lý. Đấy, thì có 3 ý. Về tính chất hóa học thì chúng ta nhấn mạnh được là oxy có tính oxy hóa mạnh. Đấy, oxy hóa mạnh thể hiện như thế nào? Một là tác dụng được với hầu hết các kim loại, chỉ trừ kim loại yếu là vàng, platin và bạc. Đấy, ví dụ như là magie tác dụng oxy này. Thứ hai là oxy tác dụng với hầu hết các phi kim, chỉ trừ halogen thôi. Đấy, thế và phản ứng thì tùy vào từng cái phi kim khác nhau và lượng oxy nhiều hay ít để chúng ta thu được các sản phẩm khác nhau. Ví dụ như là carbon thì nó ra là carbon dioxide hoặc carbon monoxide với phosphor. Nhá, chúng ta chú ý nếu phosphor thì phosphor lưu ý ở đây là có hai cái hóa trị 3 và hóa trị 5. Thì nếu oxy mà dư ấy thì nó lên hóa trị 5. Còn nếu oxy thiếu thì chúng ta viết thành phosphor có hóa trị 3. Đấy, nghĩa là lên mức dương 3. Ngoài ra thì nó còn tác dụng với nhiều hợp chất. Đấy, kể cả các hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ. Đấy, cô lấy một ví dụ. Tóm tắt lại. Phần tiếp theo, phần ứng dụng. Đấy, thì nó có vai trò quyết định đối với sự sống của con người và động vật. Đó là quá trình hô hấp của con người và động vật đều cần một lượng oxy nhất định. Thứ hai là trong sản xuất và trong đời sống. Thì cô vừa giới thiệu xong rồi, có 5 cái ứng dụng quan trọng. Đấy, 5 ứng dụng quan trọng. Và trong 5 ứng dụng này thì ta lưu ý nhé, luyện thép là chiếm một cái lượng lớn nhất, hơn nửa cái lượng oxy điều chế ra là dùng để luyện thép. Rồi còn đến phần điều chế thì có điều chế trong phòng thí nghiệm. Thì ở đây người ta điều chế một lượng nhỏ để tiến hành các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm thôi. Cho nên người ta có thể sử dụng cái phương pháp chung, đó là phân hủy các hợp chất giàu oxy và ít bền đối với nhiệt. Đấy.
ví dụ như là kali permanganat, kali clorat, rồi là hydropeoxit. Thì cái kali clorat thì ở cái chương halogen nhá, chúng ta đã được có phản ứng ấy rồi. Thế ở trong công nghiệp thì thứ nhất là người ta sẽ tách oxy từ không khí bằng phương pháp trưng cất phân đoạn không khí lỏng, và cách thứ hai là sử dụng phương pháp điện phân nước. Đấy, thì thu được hai khí hydro và oxy, mỗi khí thu được ở một điện cực. Đấy, đấy là quá trình điện phân nước. Đấy là cái nội dung toàn bộ, cái cô đã tóm tắt lại toàn bộ cái nội dung phần lý thuyết của cái bài oxy thì chúng ta nắm được như vậy. Bây giờ cô có một cái số câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta chọn đáp án để củng cố lại bài. Câu 1 này là dãy gồm các chất đều tác dụng đối với oxy là: đáp án A gồm 4 chất: nhôm, phospho, clo, carbon monoxit. Đáp án B là magie, nhôm, carbon, ancol ethylic. Đáp án C là có vàng, carbon, lưu huỳnh, carbon monoxit. Và đáp án D là sắt này, platin, carbon, ancol ethylic. Chúng ta xem chọn đáp án gì nào. Ta suy nghĩ nào. Như vậy chúng ta đi phân tích từng đáp án một này. Đáp án A này, ta xem có được không nhỉ? Như vậy nhôm là kim loại được này, phospho là phi kim được này. Đấy. Thế còn clo, clo ở đây là halogen rồi. Thế người ta vừa nhấn mạnh xong là không tác dụng với các halogen. Như vậy là đáp án A thì loại vì có cái khí clo. Đấy, còn carbon monoxit là hợp chất có tính khử cho nên tác dụng với oxy. Loại đáp án A này. Đáp án B, magie với nhôm là kim loại, đúng rồi, phản ứng được. Carbon là phi kim, phi kim này cũng tác dụng trực tiếp với oxy. Ancol ethylic cũng tác dụng được. Đấy, như vậy ta có thể chọn ngay để đáp án là sẽ là đáp án B. Đáp án là B. Đấy. Còn câu thứ hai là đáp án C. Đáp án C ta loại ngay rồi vì có vàng này, không được rồi. Đáp án D thì có platin, cũng không được, đúng không? Như vậy vàng, platin ta loại. Vậy đáp án C và D cũng loại, cho nên đáp án cuối cùng là đáp án B. Câu thứ hai, cặp chất nào sau đây không tác dụng được với nhau? Không tác dụng được nhá. Đấy, nhấn mạnh như vậy. A này, magie với lại oxy, cái này có rồi. B là carbon dioxide với oxy. Thì chúng ta thấy là carbon dioxide là chất có carbon là dương 4, là mức oxy hóa cao nhất rồi. Oxy ở đây cũng là mức oxy hóa cao nhất. Như vậy hai chất này đều có tính oxy hóa, cho nên không tác dụng được với nhau, đúng không? Như vậy ta sẽ chọn đáp án là B. Còn đáp án C là khí carbon monoxide oxy thì có rồi. Đáp án D là ancol ethylic và oxy có phản ứng. Đấy, ra carbonic và nước. Như vậy, câu 2 đáp án cũng là B. Đấy, thì như vậy qua cái bài này chúng ta nắm được các cái phản ứng của oxy. Thì nhấn mạnh xem là oxy tác dụng với những chất nào. Thế và ta phải nhớ được là không tác dụng với những chất nào để cho nó dễ, nó nhanh. Câu 3, phương pháp nào sau đây dùng để điều chế oxy trong phòng thí nghiệm? Chỗ này chúng ta nhấn mạnh là oxy trong phòng thí nghiệm. Đấy. Có cái đáp án A là điện phân nước. Như vậy điện phân nước thì chỉ dùng điều chế trong công nghiệp thôi, không trong phòng thí nghiệm được. B, trưng cất phân đoạn không khí lỏng. Cái phương pháp này thì cũng là điều chế oxy trong công nghiệp. Đấy, chúng ta loại. C là điện phân dung dịch đồng xuất phát. Như vậy điện phân dung dịch, những phương pháp điện phân này là thuộc vào phương pháp điều chế trong công nghiệp rồi. Đấy, thì cái này ta sẽ học sau, nghiên cứu sau. Nhưng điện phân dung này cũng ra được khí oxy, nhưng không phải là phương pháp điều chế trong phòng thí nghiệm. Nên C chúng ta cũng loại. Và đáp án D là phân hủy hydropeoxit có xúc tác mangan dioxide. Cái này đúng. Đấy, thì cô bổ sung thêm cái phương trình của nó là hydropeoxit H2O2 xúc tác MnO2 nhiệt độ thì sẽ ra được hydro và oxy. Đấy, chúng ta tự cân bằng phương trình này. Đấy, như vậy câu 3 đáp án là D.
Câu 4, chọn câu nhận xét sai. Đấy, cái phần này liên quan đến cái tính chất và ứng dụng của oxy. A này, oxy hóa lỏng ở âm 183 độ C. Đấy, câu này ta vừa học xong rồi, câu này đúng, thấy không? Ý thứ hai là khí oxy ít tan trong nước. Câu này cũng đúng. Đấy, bởi vì oxy phân tử của nó là một cái phân tử mà nó không phân cực. Đấy, cho nên khả năng tan trong nước là rất là khó, cho nên nó ít tan. Ý C là oxy nhẹ hơn không khí. Thế thì ta thấy là oxy là nguyên phân tử khối là bằng 32, mà không khí có 29 thôi. Như vậy oxy phải nặng hơn không khí, đúng không? Vậy thì câu này người ta khẳng định là nhẹ hơn không khí, thì đáp án sẽ là sai. Và đáp án D là oxy có vai trò quyết định đối với sự sống của người và động vật. Thì câu khẳng định này là đúng, như chúng ta đã nắm ở trên. Đấy, đấy là một số cái câu trắc nghiệm để củng cố lại nhá. Chúng ta nắm được này, một là cái tính chất hóa học của oxy, hai là phương pháp điều chế. Đấy, và thứ ba là cái phần tính chất vật lý rồi ứng dụng của oxy. Đấy, thì ta nắm được như vậy. Thế và cô giao cái bài tập về nhà để chúng ta làm đầy đủ ra vở nhá, để cô sẽ kiểm tra. Đấy, chúng ta đi học cũng sẽ kiểm tra. À, ngoài ra có thể kiểm tra vào cái phần trong cái các cái bài kiểm tra sắp tới. Đấy, câu 1 là oxy tác dụng được với các chất nào sau đây, viết phương trình phản ứng. Đấy, thì ta đã nắm được tính chất hóa học rồi, xem là cái nào có tác dụng, cái nào không. Đấy, thì chúng ta hình dung ra và nhấn mạnh ở đây là oxy trong các hợp chất nó có hóa trị 2. Đấy, nên là nhấn mạnh như vậy. Ở đây sẽ có các chất là hydro này, phi kim này, ví dụ clo lưu huỳnh carbon này. Đấy, rồi là kim loại như là sắt, natri này, bạc này. Đấy, và các hợp chất đấy có oxit, rồi có khí metan, carbon di sunfua, pyrit sắt, rồi là CH6O. Thì chúng ta thể đây là cái công thức viết gọn của ancol ethylic mà ta hay gặp. Đấy, thì này chúng ta sẽ chọn cái chất nào để viết phương trình, thì chúng ta sẽ viết cái nào không thì ta ghi là không phản ứng nhá. Đấy là câu 1, ôn lại tính chất hóa học. Câu 2 là giải bài toán hỗn hợp, đó là oxy tác dụng với kim loại, hỗn hợp hai kim loại. Thì cái dạng bài tập này rất là cơ bản rồi. Đấy, chúng ta viết phương trình cân bằng, sau đó thì lập hệ phương trình để giải. Hoặc là cách thứ hai là chúng ta làm theo cái phương pháp bảo toàn E nhá. Thì cô gợi ý như vậy. Đấy, phương pháp bảo toàn E, lập được một phương trình tổng khối lượng hai kim loại, một phương trình với số E nhường và nhận. Đấy, với khí oxy để nhận E rồi. Đấy, quá trình mà chúng ta đã học ở bài. Đấy là câu thứ hai. Còn câu 3, đây người ta cho khối lượng sắt rồi trong bình oxy, và giả sử chỉ tạo hợp chất sắt từ. Đấy, đang chỉ viết một phương trình thôi. Đấy, viết phương trình phản ứng đây. Sau đó dựa phương trình này chúng ta tính được oxy tham gia phản ứng. Và phần 3 thì liên quan phần điều chế. Như vậy để được có lượng oxy ở trên thì cần khối lượng kali clorat là bao nhiêu. Đấy, thì chúng ta sẽ viết phương trình rồi là đặt vào phương trình để tính nhá. Và đề bài cho là các phản ứng xảy ra hoàn toàn, nghĩa là hiệu suất 100%. Đấy là cái câu 3. Câu 4 là cũng bài toán hỗn hợp. Trên là hỗn hợp hai kim loại thì đây là hỗn hợp cùng hai hợp chất. Đấy, thì cái này chúng ta viết phương trình đơn giản thôi. Hydro sunfua mà tác với oxy thì sẽ tạo thành lưu huỳnh dioxit và nước. Thế còn cái chất là C3H8O cộng với oxy thì ta sẽ viết ra sản phẩm là khí carbonic CO2 và nước. Đấy, sau đó chúng ta cân bằng và lập được hệ phương trình. Đấy, chỗ này cô bổ sung thêm là 17,92 lít ở điều kiện tiêu chuẩn nhé. Đấy, chỗ này cô thiếu chỗ điều kiện tiêu chuẩn, ta bổ sung thêm vào. Sau đó chúng ta giải hệ, tìm được số mol của hai chất, từ đó tính được phần trăm về khối lượng của các chất trong hỗn hợp A. Đấy, như vậy là đây là toàn bộ cái nội dung của bài. Đây là cái phần bài tập về nhà, ta chụp lại cái phần này và chúng ta làm ra vở. Đấy, yêu cầu thứ hai là chúng ta sẽ làm các bài tập trong sách giáo khoa và đọc trước cái phần ozone, phần B ozone ở trong sách giáo khoa. Đấy, để tiết sau chúng ta nghiên cứu tiếp về một cái dạng thù hình của oxy, đó là ozone.
và chúng ta luyện tập cái phần oxy này. Đấy, thế là nội dung của bài. Đấy, thôi nhá, thế là chào cả lớp, chúng ta sẽ về để hoàn thành hết các cái bài tập mà cô đã giao.